Những mến chào cô chú anh chị ha. Thì hôm nay thì đã gã thằng công anh mới về Kiên Giang ha. Thì chiếc này clip trước giờ đã có quay rồi ha. Bây giờ cúng quả xong ngày quá trước này. Giờ bữa nay anh mới về. Chút nữa sẽ đưa anh về một khúc ra sông lớn. Rồi anh chạy tự chạy về bên Kiên Giang. Giờ bơm nước rồi. Anh chủ ha. Chủ chào các anh chủ. Chào các anh. Chào các bạn nha. Dạ. Rồi anh mua dầu nè. Dầu thì có một phi dầu mà anh mua thêm. Mua thêm mấy gam nha tại đường xa. Hả? Cái này thì clip trước Nhật đã có quay rồi ha. Thì anh chủ anh chủ mới anh có coi trên điện thoại á, rồi anh alo cho Nhật rồi anh qua rồi anh chồng thì anh lấy luôn. Ha, nhanh lẹ. Ha. Tát máy ok hết chảnh rồi. Nó cũng như đồ đạc thì trên ghe là giao hết. Đấy giờ bơm nước. Thằng thằng xài. Đang anh mua nè. Tiếp ga rồi. Ga rồi thạch rồi trái cây nè. Rồi thấy rồi đem về. Chứ đây giờ tới quảng cho cỡ 3 ngày nữa. Đó. Bơm nước xài nè. Tát máy là ok hết. Dầu thêm tao ông chủ cũ á, là có cho một phi dầu rồi nhưng mà anh mua thêm á sợ thiếu á dọc đường á rồi anh mua thêm 4 canh nữa. Thôi chào các bạn nha, có xem kênh Nhật Vlog nhớ ủng hộ like cho em tôi nha. Dạ rồi cảm ơn anh luôn nha. Chút nữa em đưa cho anh về ra ngoài sông lớn thì em chỉ được cho chạy về. Nhật sẽ chạy cho anh ha. Vậy chạy cho anh về ra đưa anh ra tới sông lớn. Vừa chạy đưa cho anh ra tới sông lớn nha. Đây chạy. Có chung vô cái sẹo nhỏ rồi mới trổ cái sông lớn. Rồi thôi giờ em đưa anh tới đây thôi anh của. Rồi giờ bánh đi. Cảm ơn Cân. Dạ dạ. Anh em có coi kênh YouTube mà Nhật Vlog nhớ ủng hộ offline cho em nha. Rồi anh em có nhu cầu mà ghe cội rồi đó thì điện thoại cho em đó thì nó dẫn dắt cho. Tôi nó cũng vừa dẫn dắt tôi mua được chiếc ghe nè, ngon lành quá trời. Dạ. Thì anh em có ấy ủng hộ nha anh em ơi. Rồi cảm ơn luôn. Rồi anh về đây là cứ chỗ này ha, cứ băng đường thẳng. Anh qua hai cầu lớn, qua hai cái cầu mà bắt qua sông lớn luôn. Rồi cứ chạy theo đường ấy rồi anh chạy thẳng về luôn. Rồi, dạ. Cảm ơn Cân. Dạ. Rồi đưa anh tới đây thôi ha. Rồi anh tự chạy về. Rồi chạy á sạc em ơi. Dạ sạc điện thoại đi, chạy tới đâu rồi alo em. Luôn hả? Đấy, giờ lên đường. Chạy đâu? Tới được rồi. Rồi, nó được. Rồi,
Thì clip tới đây là kết thúc nha. Thì cô chú anh chị có cần mua bán ký gửi ra tàu á thì liên